đợi em một chút anh ơi, để lau nước mắt đang rơi, rồi ta sẽ nói đôi lời về chuyện tình sẽ xa xôi. Từ khi anh đi đến nơi có cô anh chờ đợi, anh từng nói sẽ không buông tay cùng em chiến thắng tất cả, lại thua tương lai hai ta. Em dù biết sẽ có hôm nay mà sao vẫn đau đến vậy, giờ em phải làm gì đây? Vậy em nên yêu kiểu hay buông tay tặng anh cho cô gái anh đắm say? Tình yêu đã không còn thì em giúp anh cho người anh yêu thương mãi mãi ở bên em. Nếu chẳng có tương lai thì bên cô ấy chắc chắn không sai. Đừng nuối tiếc anh à, hạnh phúc đó cũng là do em buông tay ngày hôm nay. Đơn côi, ta đều biết sẽ có hôm nay mà sao vẫn đau đến vậy, giờ em phải làm gì đây? Vậy em nên yêu kéo hay buông tay tặng anh cho cô no.
như vậy đau đến thế sao vẫn mong nhớ. Chẳng thể quay về, em vẫn chờ.